Ok, chào các bạn. Chúng ta bắt đầu với buổi nhận xét bài hàng ngày, bài tập hàng ngày của học viên hôm nay luôn. À đây, tôi có bật đây rồi. Đây, bài của bạn đầu tiên là bài của bạn có RT. Có ART thì là một bạn học viên rất là chăm chỉ và tôi đánh giá cao cái sự chăm chỉ đấy của bạn. Chỉ có chăm chỉ các bạn mới có thể chuyển hóa cái kiến thức ở trong giáo trình trở thành kỹ năng của mình. Chúng ta bước vào cái bài nhận xét bài của bạn cỏ luôn. Trước hết là về dựng hình, bài dựng mắt nghiêng, bài này dựng hình khá là chuẩn rồi, không có nhiều sai sót lắm. Nhưng mà về đánh bóng thì có một số cái vấn đề tôi góp ý thêm cho bạn. Chứ còn bài này thì về đánh bóng cũng tương đối khá rồi, hoàn thiện hơn về bài ha. Tôi bỏ vào trong Photoshop, tôi nhận xét cho dễ. Đây, về phần đánh bóng á, thì bài này mắc phải một số lỗi, phần lớn là về sắc độ. Cái thứ nhất là cái lỗi về cái chuyển sắc độ phần bóng mắt này, chuyển sắc độ từ đây đến đây. Cái thứ hai là cái độ chuyển sắc độ phần hốc mắt. Và cái thứ ba là chuyển sắc độ ở trong tròng mắt. Yếu tố về sắc độ là yếu tố quan trọng trong cái vẽ tranh đen trắng, cho nên các bạn phải chú ý. Sắc độ thì nó lại phụ thuộc vào kết cấu và tính chất của từng cái loại vật liệu ở trong tranh chân dung. Đấy, thì ở trong tranh chân dung nó cũng chỉ có vài cái chất liệu thôi, đa phần là da, còn một số chất liệu khác như nhãn cầu hay là tóc, lông mi, lông mày. Thứ nhất là về lỗi về chuyển sắc độ ở khối bóng mắt, thì em thấy là cái sắc độ từ bên này này chuyển xuống bên này, đây là ảnh gốc, đây là tranh của em vẽ. Trước hết em phải hiểu rằng cái khối này là một khối dạng có hình bo tròn. Ánh sáng chiếu vào một cái vật mà nó bo tròn thì cái điểm cao nhất là cái điểm tiếp nhận ánh sáng thì nó sẽ sáng nhất. Ánh sáng nó sẽ lan dần về hai phần hai bên dốc. Thì ở trong ảnh mẫu này là cái phần này là phần cao nhất, nó là phần bắt sáng này, nó chuyển sắc độ về hai bên, nó tối dần này. Từ đây nó chuyển sắc độ về hai bên tối dần. Nhưng mà ở trong ảnh em vẽ này thì sắc độ ở đây chỉ mới chuyển sắc độ từ cái phần cao nhất này về phần bọng giữa của mắt, chưa chuyển từ cái vị trí cao nhất này về cái phần mi mắt dưới. Xem lại cái phần này chút xíu nữa thì anh sẽ chỉnh sửa cái phần này ở trên cái Photoshop cho em hiểu rõ luôn. Cái thứ hai là phần chuyển sắc độ từ bên này này, từ cái hốc mắt này về bên này, em thấy không, từ cái góc này này chuyển sang góc này, nó chuyển sắc độ từ cái đoạn hốc mắt này sang bên này. Ở trên này thì nó chuyển rất là mềm này, em thấy không, cái góc ở đây nó chuyển dần sắc độ về đây. Còn của em là ở đây nó ngắt đột ngột từ góc mắt này về, mà nó ngắt hẳn về đây luôn. Ánh sáng ở đây đang sắc độ trung và ánh sáng ở đây là nó trắng tinh luôn. Đây, ngay cả phần mi mắt trên này này, nó phải có cái sự lan sắc độ lên phía trên nữa. Về phần ở trong tròng mắt thì em phải hiểu được cái tính chất của nó, tính chất của tròng mắt, tính chất của khối, cái hình dáng của nó. Để cho tiện hơn thì đây, quay sang bên này. Cái này chúng ta nhận xét thì chúng ta rút ra được cái điều gì ạ? Chúng ta rút được ra là ánh sáng nó chiếu từ trên xuống. Trong tròng mắt thì nó là cái khối nhãn cầu, đúng không? Mà khối nhãn cầu thì nó có hình cầu, bao gồm ở trong khối nhãn cầu là tròng trắng và tròng đen, đúng không? Đây là phần tròng đen này, đây là phần tròng trắng. Có một điều em nên nhớ rằng là trong cái khối cầu này nó không chỉ có cái chất của khối cầu mà nó còn có một lớp chất lỏng, có bao gồm thêm một lớp chất lỏng nữa. Lớp chất lỏng này là gì? Ở trong sinh vật thì anh học không giỏi lắm. Cái lớp chất lỏng này thì nó gọi là nước mắt. Cái tác dụng của nó là giữ cho mắt luôn ẩm ướt, không bị khô. Nhưng mà khi mà chúng ta học mỹ thuật thì chúng ta chỉ cần biết là ở trên bề mặt của cái lớp khối cầu này có một lớp chất lỏng. Khi mà một bề mặt có phủ một lớp chất lỏng thì cái tính phản quang của nó tăng cao hơn. Lại nói về cái tính phản quang thì đây, anh sẽ dùng cái hình cái con mắt vẽ nghiêng này để anh lý giải cho em. Ở trong cái con mắt của chúng ta vẽ bình thường á, là chúng ta nhìn thấy một phần khối cầu và nó được tạo hình bởi một cái lớp da nó phủ bên ngoài. Đây là cái phần lớp da này, đây là phần chúng ta nhìn thấy cái mắt bình thường này. Còn ở phía trong thì nó là cái khối cầu này. Ở phía trên thì nó ít lông mi, ở dưới nó cũng tương tự như vậy. Khi mà ánh sáng nó chiếu từ trên xuống, nó gặp lông mi thì nó sẽ đổ bóng trực tiếp xuống mắt. Lông mi nó càng dài thì cái phần bóng đổ nó xuống, nó càng sâu xuống dưới. Đây, em nhìn ở đây, em có thấy là cái phần bóng phản quang ở trên cái phần tròng đen của mắt này nó không nằm ngay sát trên này mà nó hạ xuống đây không? Bởi vì ở dưới này nó chính là cái phần bóng đổ của mắt, cho nên là ánh sáng nó chiếu từ trên xuống, nó gặp
cái lông mi nó sẽ đổ bóng xuống đến này, lông mi nó càng dài bóng phản quang này nó càng hạ xuống dưới, chứng tỏ là cái hình cô người mẫu này thì cái lông mi cũng khá dài đấy, đúng không? Đây là cái phần bóng phản quang của mắt, khi mà ánh sáng nó chiếu gặp lông mi nó đổ bóng lên này, đây là tròng đen. Ở trên khối cầu này ánh sáng nó chiếu xuống đây gặp lông mi đổ bóng, theo như hình khối ấy, khu vực này nó phải có một cái phần bóng ở đây. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không nhìn thấy ở trên tròng mắt, ở trên mẫu chúng ta không có thấy được cái phần này? Bởi vì có thể do chất lượng ảnh kém cho nên là chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà mặc dù không thấy ở trên ảnh nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu rằng khu vực này chắc chắn nó sẽ tối hơn. Đấy là về tính chất. Khi mà ánh sáng nó chiếu lên khối cầu thì sao? Phần cao nhất sẽ là phần tiếp nhận ánh sáng, phần dưới sẽ là phần bóng đổ. Cái bóng này là bóng bản thân của cái phần khối cầu này, còn cái phần ở trên này là bóng đổ. Bóng đổ thì sao? Bóng đổ thì nó sẽ phải tối hơn, đúng không? Còn bóng bản thân của nó thì không có tối bằng. Rồi, quay lại cái hình. Như chúng ta vừa phân tích xong thì khu vực này nó phải sáng hơn. Khu vực này nó phải sáng hơn bởi vì nó là phần bắt sáng. Như chúng ta phân tích thì cái phần này nó phải sáng hơn bởi vì nó là phần bắt sáng. Còn cái phần này là cái phần bóng bản thân của nó, phần này là bóng đổ của lông mi. Cái phần này chúng ta phải làm cho nó thêm một cái sắc độ nữa. Hiện tại ở trong này em đang tả cái sắc độ của cái phần tròng trắng em nhé. Và tại sao cái phần tròng đen này chúng ta thấy rõ mà ở đây lại thấy không rõ? Bởi vì do cái màu sắc của nó. Do cái này là nó có màu, còn cái này là nó không có màu, cho nên là cái phần bóng phản quang của nó chúng ta khó thấy được. Ngoại trừ ở trên cái ảnh mà nó chất lượng nó tốt, nó chụp bằng máy cơ thì chúng ta mới có thể chúng ta thấy được. Đây, em sửa cho anh cái phần này, tăng thêm cho nó một sắc độ nhá. Còn cái phần này thì em lấy sáng ra. Tương tự đối với bên này, tương tự đối với bên cái mắt này, nó cũng như vậy. Rồi, khi nào anh nhận xét cái phần trên này thì sao ạ? Cái phần này, phần bóng mắt này em chưa có tả được, đúng không? Đây, phần màu xanh này em thêm cho anh một sắc độ. Còn cái phần màu vàng này ha, nhìn cho nó khác. Rồi, ở phần khu vực này này, ở phần khu vực này là khu vực ở ngay ở vị trí này, ở trên ảnh mẫu này, vị trí này này là phần bóng phản quang. Thì em dùng tẩy em lấy sáng cho anh, dùng tẩy lấy sáng. Còn cái phần còn lại, cái phần còn lại là những cái phần này. Thì em tăng thêm cho anh một sắc độ nữa. Những phần còn lại em tăng thêm cho anh một cái sắc độ nữa nhá. Rồi em chú ý là ở ngay cái phần sát cái mí mắt này này, sát cái mép mắt ở phía bên trái này này, nó có một cái sắc độ nó đậm hơn mà ở trên này em chưa có làm được nhá. Thì ở đây em cũng phải làm lại ở phần khu vực, ở phần khu vực cái mép ở bên này. Em thấy có một phần bóng phản quang ở đây không? Chỗ này dùng tẩy vuốt nhẹ cái nhá. Rồi, bài cỏ thì hiện tại sửa như vậy thôi. À quên nữa, cái phần này này, cái phần ánh sáng chỗ đây em phải dùng cái bút. Có hai cái phương pháp, một là em dùng tăm bông, hai là em dùng cái bút giấy để em lan cái sắc độ từ đây lên, từ cái mí mắt này lên phía trên. Tương tự đối với cái phần bên này, nó phải lan từ bên này qua bên này ha. Rồi, tạm thời bài cỏ vậy, chuyển sang bài khác.